Em chay là sáng nay là được một cái cô ở Biên Hòa xuống tặng cho em chay đồ chơi. Em chay với anh hai đang cùng nhau nấu ăn. Không, mới mốt mở cho tụi nó một xe bột chiên. Bán bột chiên có lý luôn. Cái cô này nè, có mua cho Vincent một cái xe đồ chơi. Nhưng mà Vincent không thích, Vincent chỉ thích chơi nấu ăn thôi, giống như giống ba bảo YouTuber thôi. Ly đó, đồ chơi của Ly kìa. Wow. Chị đi. Vui không con? Trứng đó con, trời đất ơi, nó bỏ trứng lên miệng nó ăn kìa. Ăn đi con, bấm bấm đi. Anh hai chim tôm nè, đó, báo với đồ chơi. Nấu cho mẹ với nha. Nấu cho mẹ ăn với nha. Có tiền đâu, tiền kìa, money kìa. Money đó. Gì vậy, làm gì vậy? Mặc áo bà ba nữa. Mày đặt mặc áo bà ba, mặc cái quần tím quần trắng nữa. Mấy bà ngoại mua áo bà ba cho chay á. Chị nấu ăn đi con. Rớt quá trời luôn kìa. Quá trời money rớt luôn kìa, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng quá trời luôn kìa. Chị gì đứng rồi nhé. Gì ngoài? Ủa, gắn mình vậy đó hả? Gắn mình vậy đó, y như xe, y như xe hủ tiếu rồi đó. Trời ơi, đẹp quá hả? Trời ơi, chưa để giờ dán một cái tem như nữa rồi. Giờ dán thêm là mà bột chiên bà chay vlog. Ăn thêm đi anh to, ăn bánh thêm đi. Tôm. Đúng rồi. Mẹ Ngân dán là không nói nào tháo ra nha. Nhấn lên. Ghi chữ lên. Ghi chữ lên. Cửa hàng bà chay vlog. Để mày giấy rồi không nói là sẽ ra nha. Chỗ mà dắt đồ. Làm hay quá, dễ thương ghê. Hả? Cái đó là hủ tiêu đó, cái đó là để nó gắt tiêu đó. Để bán hủ tiêu đúng rồi, theo hủ tiêu bỏ rồi. Mẹ Ngọc cứ làm đi nha, xe này bán pizza nha, giúp hủ tiếu nha. Pizza. Lắm pizza. Chay nó đi chay. Pizza. Ở đây còn cái hiện dựng này nữa đâu ta? Cái con nói đi chơi pizza. Rồi. Ba ly là lụm pizza dục hết. Phá xe đồ ăn của anh ta giang hồ tới phá xe đồ ăn rồi chơi ơi. Bởi vậy đi ra giang hồ làm ăn cũng phải có máu mặt nha chơi ơi. Thấy chưa? Người ta có một xe hủ tiếu thôi mà cũng phá người ta nữa. Đạp đổ chén cơm của người ta. Tôm đúng rồi, còn đúng mỗi một con tôm thôi, ăn đỡ đi. Mời cô chú ăn tôm đi chay. Mời cô chú ăn tôm đi. Nó ăn y như thiệt luôn chứ phải. Đây, để xe đi bán đi chay. Đẩy đi, đẩy đi. Đi đi. Chơi đi. Mai gì chơi. Trời ơi coi cái chân kìa, coi chân ghẻ lở đâu không kìa, bầm dập đâu không kìa. Cổ thì cái mai gì hai đứa này nè. Mai cứ mai với Đào với Cúc với Huệ đâu không à. Ngon quá. Cái này gì đây? Nước không? Nước vàng uống nha, uống nước nha. Xúc xích đâu? Xúc xích là cái nào chơi? Xúc xích này chơi, này xúc xích này chơi sausage. Rồi. Cảm ơn nha. Bỏ vô dĩa, bỏ vô dĩa đó, cái dĩa mỏi. Bỏ dĩa đâu? Cái dĩa màu trắng kìa, bỏ vô dĩa màu trắng kìa. Bỏ vô nha. Dĩa này lấy dĩa bỏ. À, bỏ dĩa vô. Nè. Đưa cho cô, bỏ vô, đưa cho cô. Rồi, bán đi. Rồi, thank you. Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Làm bổ đây nè. Rồi, rồi bán cho mẹ cái xúc xích đi, mẹ trả tiền nè, trả cho chay 1 đồng nè. Bán cho mẹ cái xúc xích đi. Lấy tiền xong bán nha. Rồi. Rồi, xin kẹt, ba lên lấy chiếc xe đạp lại mua đi. Rồi, giờ qua xe đó, đó, đó. Thì anh hai đổi thì bác sĩ là của em rồi anh đi bán hết đó. Rồi. Em ngồi lại xe con rồi. Sao? Sao lại mẹ hả?
Anh hai làm gì con? Anh hai làm vậy hả? Từ Mỹ về bán hủ tiếu mà cũng không yên nữa hả? Khổ dễ sợ. Ừ, bởi vậy cuộc đời có cái hàng gánh mới bán bưng đó mà cũng danh hồn quá. Đây nè, ai bán rồi ta? Chay kìa. Nướng tôm, nướng cho tôi con tôm đi. Để là nướng tôm đi chay. Lụm đi con, lụm hết, để vô. Lụm hết, để vô luôn. Đeo đồ đeo bác sĩ lên luôn đi. Vừa thấy cái đầu đó là khoái. Vừa khám bác sĩ mà vừa đi bắt là hàng nữa chứ. Quá giỏi này. Làm gì giàu ai chịu cho nổi chơi. Quá giỏi này. Hai ba công việc một ngày. Ngoài gắn vô nha, đúng rồi, gắn vô cho con. À, cô chú ơi, đến hẹn lại lên thì buổi tối nào các em cũng tụ tập nhau ở đây cũng với những nhân gương mặt thân quen. Em trời con, bữa nay ba mang đôi dép nhìn muốn quýnh bà dễ sợ không trời đất ơi. Bữa nay mang được dép đó rồi đó hả? Trời, đang cố gắng xỏ ngón chân vô, đang cố gắng để xỏ. Trời, đây là sơn móng chân hay gì? Gắng xỏ vô, xỏ vô, xỏ vô, cha giữ ta, cố gắng xỏ vô đi con, xỏ vô gắng đi. Ta nói chân bữa nay là bà bông với lại pháo hoa đồ không chân. Mang vô, mang vô. Rồi mang đi con. Đó, tự nhiên người ta đi ngang qua cũng khiều người ta. Khiều móc chó bằng được à. Đôi dép này rất là khó chịu tại vì chưa biết xỏ. No, no, JD, stop it. Be nice. Cái gì con? Hoa hồng. Hoa hả? Con nói đi. Flower. Con nói flower đi con. Rồi, năm vô. Cái chân kia khỏe rồi đó. Rồi, coi mang nó dép muốn coi đi xe easy xe quay không? Đừng. Chướng đó, bắt chướng đó. Á trời. Mang vô. Làm như chân sạch lắm, mẹ đứng nhón nữa. Chân này dơ là đen thui thù lùi rồi. Bà ngoại chính là lúc nào cũng cận kề em á cô chú. Em mượn tầm này nghe, chúc em đưa đứa con nha. Nha, đó, anh cho bà mượn cái đó đó. Đi ăn kẹo không? Thôi bậy à, làm gì á? Rồi đi con. Đi nhà ngoại lấy kẹo cho. Đi nhà ngoại lấy kẹo cho. Của anh đưa anh đi, của anh đi nhà mình lấy khác chơi. Nhà mình có mà con. Chứ thằng mang được. Nó chưa biết xỏ ngón á. Đi khó đi con. Đi lại chơi với bạn kia kìa con. Để anh ngồi ăn kẹo đi con. Please. Nó nói please. Nó nói làm ơn cho nó đi đó. Thầy bậy à. Thấy không? Không mà không, tao không cho ăn cái cà khịa anh ta hay ăn. Vô lý không? Xúc ra rồi. Ừ. Xúc kiếp rồi. Dạ. Anh tiếng nói tiếng Việt mà con nói please ai mà hiểu. Please đó. Không, con nói anh ơi. Anh ơi, đi cho em ăn với. Dạ hiểu. Con nói anh ơi. Chết, trời ơi, giật kẹo luôn, giật luôn. Con nói anh ơi. Hả? Con nói anh ơi. Cho em với. Làm ơn. Cho em với. Cho em với. Đó, đúng rồi, ngồi kế bên luôn. Hùng anh cái chạy đi, hùng anh cái give him a kiss. Hùng xin kẹo không? Rồi, coi cái tướng là ăn là bất chấp luôn cô chú ơi. Hùng ăn là làm cái gì cũng bất chấp. Tối nay mát nè, tối nay không bị thật nè. Trời ơi. Ngồi có còn gì, chi thèm kẹo dữ chay, trong nhà quá trời kẹo mà con làm y như là vô là lấy cho con nha. Vô ngoài lấy khổ nha. Thân dữ vậy. Mới vừa ăn cái sọt dục lên dục xuống thì đó, nó vậy đó. Bây giờ mình vô mình lấy kẹo đó cho mấy anh ăn nè mới là đúng nè, chứ mình xin kẹo mấy anh là tới tập 7 rồi đó. Vô lấy kẹo sô cô la cho mấy anh ăn mới đúng quá chay. Nhảy lên nè nha, nhào lên nè nha. Của anh, của anh á, của anh.
mệt dạ. Mệt mỏi với giang hồ Michigan quá, giang hồ Michigan ơi dạ. Đi đi vô nhà này, lên lên xe bà ngoại đó đó bậy không lên xe bà ngoại rồi đẩy vô nè, rất là bậy luôn. Ờ của anh, của anh, của bạn, của bạn ở nhà, của con là, của con là xả, con là xả, con là nè nè của con chị đi con. Khổ dễ sao không? Đi đi còn hai đứa. Cô chú thấy chịu đời nổi nó không? Không có ai mà cà khịa mà bằng nó. Đẩy tôi lấy đồ đưa đưa cho anh đi. Là con. Có cà khịa không thể cà khịa nổi luôn. Giang hồ từ Michigan về tới bên Gò Vấp luôn cô chú ơi. Đuối với nó đu đê luôn. Đi dưới không đi, bước lên đập thềm đi, thử thách bản thân mà. Cô nói ơi, cô nói please. Đó, đó thấy chưa, ngồi yên như ngồi mà bị bãi biển vậy đó. Gì con, nắm tay mẹ làm gì? Hả? Nắm tay mẹ làm gì? À, là mẹ nắm tay mẹ ngồi hả? Ngồi rồi sao mẹ quay? Mẹ quay con cho cô chú coi mà. Ờ, ngồi đó đó hả? Ngồi đó đó hả? Ờ, là, ngồi xuống, xuống đó. Ủa, nó kêu tôi ngồi xuống chi rồi đứng lên chạy. Chịu không nổi với nó luôn cô chú. Rồi, lên xe thôi, lên xe đè máy chạy đi. Đè máy. Đó là trong vòng một đốt nhạc. Tôi nói hả, hàng sớm bó tay với nó luôn mà. Rồi chưa? Xong chưa? Đi dây, đi dây. Vô con. Dùng. Tới giờ này nó cũng vẫn còn ngồi đây cô chú ơi. Đổi dép rồi. Đổi dép rồi. Đó. Đó. Dép ai bự chà bá nữa. Hả? Giờ nắm tay mẹ chi nữa. Nắm tay mẹ đi đi bắt phố đi cùng làng gấp sớm à. Coi kìa, coi cái tướng cà khịa kìa. Ghê. Nắm sao? À nắm vậy mới chịu hả? Bật cô bà ngoại quay, bà ngoại quay giùm hai mẹ con đi bà ngoại. Rồi bà ngoại cứ cầm vậy quay nè ngoại. À, bữa nay cho bà ngoại chính làm cameraman thử coi ngoại chính biết đường quay không nha. Rồi bà ngoại cầm mấy camera cho hai mẹ con mình nắm tay cho bước đi cho cô chú chụp tấm hình. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Không thấy cái chân cũng được phải không? Chính muốn chỉnh lên xuống thấy chân thấy tay thì cũng được. Hay không? À, bà ngoại bữa nay quay vlog đó. Quay chay nè, quay con. Cô chú đâu có muốn coi con đâu, cô chú coi chay thôi. À, tứ, 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 tứ. Em dòm là dòm bà ngoại nè. Đó, nó đi tới đâu là chính cầm quay tới đó. Để con coi coi, coi chính quay sao. Trời ơi, quay quá dữ luôn nè. Nếu mà mình muốn ấy thì mình chuyển máy vậy nè, lấy tay ra được. Đó, đó vậy đó, hiểu không? À, ngoại chính muốn lấy hết cho mình chuyển lên, chuyển xuống này vậy đó, cái tay mình cầm. À, đừng có chạy đi. Can you say sorry? Say I'm sorry. Say I'm sorry. Con nói xin lỗi. Vô lý, vô lý. Vô lý cái bụng mồm. Nè, nè giờ ngoại nè. Đó, ngoại chính là nãy giờ là người cầm camera đó cô chú. Nó thích là nó thích ra tới ngoài đường luôn. Ông già ơi, con chay ngoài đó ông già ơi. Nữa. Thôi đi vô luôn đi, đi trên không luôn đi. Ăn thích ngồi ngoài đường không, không thích ở trong nhà cô chú ơi. Ờ, đi con. Bali. Bali đâu phải Bali đâu con. Bali trong nhà. Đi, lẹ lên. Cô chú thấy nó không? Không có một chút gì gọi là sợ sệt hết á. Đường ta ta bước. Hello đi con, hello ông đi chơi. Hello ông sao?
Bye bye. Tướng đi kìa. Tướng đi nhìn con đá trong đá vậy sợ. Ba Quang làm gì chị? Ba Quang mới làm gì mà con đứng con chỉ vậy chị? Đâu mà sao?